chim sẻ chui lọt, bắt bằng được tội phạm, rõ chưa? Rồi. Mày đâu? Đưa tất cả bọn dân làng ra đây. Đưa ra đây. Mà quan quân phủ triều đình về la hét ngom sòm, phá vỡ sự bình yên của làng xóm. Đúng rồi, phá vỡ sự bình yên của làng xóm. Chúng tôi có làm gì đâu. Im. Phủ đường là quan phụ mẫu chăn dân, dù chuyện lạnh hay dữ thì phủ quan cũng phải cùng chúng dân chia sẻ. Đúng rồi. Trẻ có chỗ trẻ, việc đâu sẽ có đó. Chứ quân lính kéo về lùng sục khắp nơi, gây hoang mang xóm dưới làng trên, khiến đúng dân rồi chúng hoảng sợ như gà phải cáo ấy. Đúng không? Tất cả nghe đây, chúng ta về đây là tìm Khuất Thị Bảy. Các ngươi ai biết Khuất Thị Bảy ở đâu thì khai ra sẽ có thưởng. Còn kẻ nào cố tình che giấu sẽ bị nghiêm trị, rõ chưa? Dạ, bẩm quan. Thế bắt được Khuất Thị Bảy thì có thưởng hả quan? Phải. Dạ thế thì con biết thưa quan. Thế nào, ngươi biết à? Dạ, đâu, đây, đây. Ở đâu? Dạ, đây. Cô ơi, có người tìm cụ. Đây, cụ ngồi đây nhá, có người tìm cụ đây. Cụ ngồi xuống đây. Dạ bẩm quan, đây là Khuất Thị Bảy đây. Đây, Khuất Thị Bảy. Đồ ngu, nghe đây này. Người bọn ta cần tìm là Khuất Thị Bảy ở xã Thuần Mỹ, Tổng Trạch Mỹ Lộc, huyện Tùng Thiện, tỉnh Sơn Tây. 16 tuổi đã bỏ nhà, đổi tên thành Khuất Thị Vĩnh, theo Việt Minh làm điều phản loạn, bị chính quyền bảo hộ bắt giam, kết án 20 năm tù khổ sai, y đã vượt ngục Bắc Mê Hà Giang, rõ chưa? Ồ, dạ bẩm quan, thế người quan tìm là Khuất Thị Bảy 19 chứ không phải là 91 này à quan? Đúng không? Khuất Thị Bảy không liên quan gì đến chúng tôi, mà các quan phải dồn dân tra xét, để ảnh hưởng đến cuộc sống thường nhật của dân. Đúng đấy, không liên quan đến chúng tôi cả. Đúng, liên quan đến chúng tôi cả. Trật tự. Phủ quan tập trung chúng dân ở đây là để thông báo Khuất Thị Bảy đang bị truy nã toàn quốc. Đây, ảnh của y đây. Mọi người hãy nhìn, nhận diện đi. Ui, đẹp quá. Ôi, sao bà ấy đẹp quá. Trật tự. Ai phát hiện ra Khuất Thị Bảy phải báo ngay để chính quyền bắt giữ. Rõ chưa? Rõ rồi. Chúng tôi ở Vĩnh Yên, bà Bảy ở tận Sơn Tây, sao có thể sang đây mà các quan nhiễu sự? Phải rồi nhá. Từ Sơn Tây sang đây sao? Các ông là quan quân của triều đình, của phủ quan khắp chốn, về đây lùng sục là mưu mô xảo quẹt. Đúng rồi. Thì bà Bảy có mà có cánh cũng chẳng thể về đây. Đúng để rồi. Chú ngụ có cánh mà chẳng về được. Từ Sơn Tây sang đây sao như thế? Trật tự. Ta xin thông báo lại để mọi người biết, ai bắt được y giao nộp phủ quan sẽ được thưởng bạc vàng. Còn nếu như biết mà không chịu khai báo, cố tình che giấu sẽ là tòng phạm. Sẽ bị chém đầu làm nghiêm phép nước, rõ chưa? Chính phủ, sang làng bên lùng sục tiếp. Ngô lệnh, đi. Thôi chết rồi mọi người ơi, bà Phái ơi, cô Bảy đang ở làng bên, làm thế nào bây giờ? Mình cần cho người đi báo. Cô Bảy được nhân dân tin yêu giúp sức, sao có thể xa vào tay giặc. Chào bà con cô bác. Ôi, kìa. Cô Bảy. Cô Bảy. Cô Bảy ơi,
Tôi vừa nói với mọi người, cô thất ẩn thất hiện, lại cải trang thế này. Cô làm sao mà thoát thân được hả cô? Con chưa ở làng bên, thấy chúng rút quân, con vội trở về đây. Cảm ơn bà con, cảm ơn bà con đã quan tâm che chở. Dẫu kẻ địch trăm phương nghìn kế, phút lâm nguy dân che chở vẫn đi qua. Đời con dài con trải lắm phong ba, chọn nghĩa với dân xin hết đi lòng uy phụng y sự. Con về đây muốn nối lại đường dây liên lạc, bảo con cô bác có biết hãy chỉ giúp con. Bà biết, bà biết. Ôi vậy thì may quá rồi, con cảm ơn bà. Con mới về đây lạ đường lạ nẻo, cơ sở bí mật đều đã tan hoang, không rõ anh em, không rõ anh em ai còn ai mất. Cảm ơn bà con cô bác đã cho con biết những cơ sở bí mật vẫn còn. Gặp bạn chi ông ơi, người hãy trở về với công việc thường ngày. Tôi dẫn cô Bảy sang làng bên để gặp anh em đồng chí. Bà con ơi, mình đi thôi. Ta đi thôi. Dạ. Đi. Ta đi thôi. Dạ. Cứu tôi với. Kìa, kìa. Đừng đâm vào người tôi. Có ai không? Có ai không cứu tôi với? Hãy lại đây nha. Tôi xin ông mà. Kìa. Em, hãy lại đây với anh. Không, tôi xin ông mà. Hãy lại đây với anh. Không. Không. Hãy lại đây với anh. Không. Kìa. Tôi xin ông mà. Tôi xin ông mà. Tôi xin ông mà. Bỏ tôi ra, tôi xin ông mà. Hãy lại đây với anh. Tôi xin ông mà. Bỏ tôi kìa. Ra. Cả sao? Dừng lại. Không được làm điều sằng bậy. Anh hãy cứu tôi. Anh hãy cứu tôi. Xéo ngay. Tôi xin ông mà. Tôi xin ông đừng làm vào người tôi. Tôi đã nói không được làm điều sằng bậy cơ mà. Thằng ấm, mày dám xen vào việc của ông à? Vậy thì mày phải chết. Kìa, anh cả sẹo, dừng lại đi. Người đang định giở trò gì đấy hả? Lại một thằng anh hùng cứu mỹ nhân. Vậy thì mày cũng phải chết. Ta dạy cho người bài học, để đòn đau nhớ đời nghe chưa? Được lắm. Rồi chúng mày sẽ biết tay ông. Trời ơi, cảm ơn hai anh. Cảm ơn hai anh đã giúp tôi khỏi tay kẻ ác. Thấy điều ngang trái, ta giúp nhau, có gì mà ơn với huệ. Còn cậu là ai? Dạ, em tên là Ấm. Ở làng thường gọi em là cậu Ấm ạ. À, ta đã cầm máu tạm thời, nhưng cậu phải về rửa và đắp thuốc cho vết thương, kẻo nhiễm trùng thì khổ. Dạ, em cảm ơn ạ. Cậu đi đi. Dạ. Em xin phép ạ.
Sao lại gọi tôi là A Tiến? Mình đã từng gặp nhau trong công việc. Em thử cố nhớ lại xem tôi là ai. Cặp mắt hao hao giống chị Khuất Thị Bảy, nhưng đây lại là... Mà chị Bảy đang bị bọn giặc Pháp bắt tù khổ sai ở Hà Giang. Tôi đáng chí quá. Anh có thể nói tên anh được không? Ôi, chị Bảy. Chị Bảy. Chị A Tiến. Chị A Tiến. Chị ơi, chị cải trang tài thật đấy. Em nhìn mãi mà chẳng nhận ra thế này thì bọn giặc khó mà nhận ra chị. Mà chị ơi, em nghe nói chị bị bọn giặc Pháp bắt tù khổ sai ở Hà Giang. Sao chị thoát được gông cùm mà về đây hả chị? Chuyện còn dài, chị sẽ kể cho em nghe sau. Còn bây giờ, chị đang cần tìm gặp các cán bộ. A Tiến, em có hay gặp các anh Tráng, anh Sĩ, anh Khiêm không em? Chị ơi, em có hay gặp chị ạ. Ôi, vậy thì may quá rồi. Em hãy giúp chị gặp các anh ấy để nối lại đường dây liên lạc. Vâng ạ, chị ơi. Vĩnh yên ân tình. Ngẫm tình non nước luôn những chành lòng tuổi xuân mòn mỏi dày ngóng mai trông không thể chăn loan khi mất nước xót lòng muôi đồ dạ sầu đong
cười sóng sang ngang đi ơi. Sống sang ngàn chữ để ngân mà khúc hát đi ơi ơi à mà để tình ca chữ tình ca Thái Bình ơi vượt đi vượt phong đi ba phong ba thời chỉ vững can đi những ngày tháng cam go khốc liệt, rồi những khi tù đầy cực nhọc, vẫn chọn lòng son sắt với nước non. Tình đồng chí dần được nhân lên, trái tim yêu thương bừng lên ngọn lửa, đưa tôi đến với Khuất Thị Bảy từ lúc nào không biết. Tình đồng chí, tình yêu của chúng tôi là thế đó. Tôi hơn em 18 tuổi đời, em đẹp như bông quỳnh chợt nở trong đêm, sực nước hương thơm, sực nước hương thơm để thương để nhớ. Chao ôi, đã canh ba rồi mà sao tôi chưa thể ngủ. Giáp mặt gần em mà vẫn cảm xa vời. Bông quỳnh yêu quý của tôi ơi, bông hoa của tôi đâu rồi? Sống bên em mà anh vẫn khát, khát đến cháy ruột cháy gan, khát một mái ấm nhỏ nhoi, một gia đình hạnh phúc, khát một nước nhà thanh bình tự do độc lập. Em yêu ơi, đóa quỳnh yêu quý của anh ơi, đã bao ngày xa cách nay mới gặp được nhau, nỗi lòng nhung nhớ bấy lâu nay hùa về có tà. Hoàng quốc Việt yêu quý của em ơi, sự canh khuya em như nghe rõ tiếng tim anh thổn thức, trỗi dậy yêu thương tha thiết hướng về em, khiến trái tim em càng thêm dồn dập về một tấm lòng nồng cháy yêu thương, một tình yêu cuồng nhiệt, mộng mơ của tấm lòng trung thực. Hoàng quốc Việt, em đang ở bên anh, muốn cùng anh ra chiêm ngưỡng hoa quỳnh trước hiên hé nở. Kìa em, anh Việt, em ơi, đôi ta bên nhau mà vẫn mộng mơ như còn xa cách. Em là hoa của đất, em là đóa quỳnh ngan ngát đời anh. Trăng sáng đi bên đi ơi, thềm ngát thơm hương quỳnh. Trăng nghỉ vàng sáng soi muôn nẻo ơi, thắp mi sáng sáng nghỉ ngời tình ta ơi, mãi chẳng rời xa ý. Thế cho chọn nghĩa với non sông trăng y thể đó, hai chúng mình đôi ngả vẫn hay thêm lòng thầm thì bao y tám mười sai
khác đi trong nghỉ lòng niềm hạnh phúc đôi ta tình non nớt ai ta thì tôi đã nói rồi, chân tôi bị trẹo mà. Này, cứ cho tôi tập nữa đi, thế nào tôi cũng làm được. Thôi, anh đừng có mồm mép đỡ chân tay nữa, tập lại, nếu như mà vẫn cứ chậm thì tôi sẽ cho mấy cái gậy vào tiếp. Ấy ơi, thân tôi mình hạc mảnh mai thế này, ấy mà cho phải gậy thì ơi ơi tàn đời ơi. Tôi đã làm gì anh đâu mà anh khóc lên thế hả? Thì tôi đã nói rồi, chân tôi bị trẹo, có tập thì sớm muộn gì cũng ăn đòn. Thà là tôi cứ khóc trước đi, biết đâu đằng ấy đánh vào cái chỗ nào phạm. Ôi thì ơi ơi tàn đời ơi. Này. Dạ. Dạ chào cán bộ. Chiến sĩ tự vệ thì phải khổ luyện chứ sao lại khóc thế? Hạt Tiến này. Dạ. Phải động viên anh chị em luyện tập. Không nên ra trưởng quát mắng mọi người nhớ chưa? Dạ dạ đúng ạ, ra trưởng lắm cán bộ ơi. Dạ, tôi cán bộ, tôi không chịu được cán bộ ạ. Sao? Anh ta cứ bỏ lom khom như thế, khác nào làm bia cho địch bắn. Mà chắc là anh ta là hậu duệ năm đời của quan Tổng Cốc, nên cán bộ Vĩnh mới cho anh ta vào làm dân quân tự vệ. Nhưng mà... Này này này, cán bộ Vĩnh chủ trương huy động mọi người tham gia tự vệ là để đoàn kết toàn dân đánh giặc. Chắc hẳn A Tiến chưa quen để tính hay đùa cậu ấy hả? Dạ, cán bộ lại quy chụp em rồi. Cán bộ Vĩnh ra kia kìa. Thôi để lúc khác tôi sẽ nói về những điểm tốt của cậu ấy nhé. Dạ. Chào toàn thể anh chị em. Dạ. Chào cán bộ. Tôi xin trân trọng giới thiệu cùng toàn thể anh chị em. Đây là đồng chí Hoàng Quốc Việt, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương. Dạ. Dạ chào cán bộ. Dạ chào cán bộ. Về kiểm tra hoạt động của Vĩnh Yên, tôi đã báo cáo kết quả hoạt động của tỉnh nhà. Giờ mời đồng chí thay anh em tự vệ. Chào đồng chí, chào toàn thể anh chị em. Dạ. Báo cáo đồng chí, chương trình huấn luyện tự vệ do cán bộ Vĩnh chỉ đạo, A Tiến trợ lý duy trì luyện tập rất tốt. Nhưng mọi người đều đang băn khoăn là thiếu vũ khí thì tay không đánh giặc sao được ạ? Dạ. Dạ đúng rồi, tay không. Anh chị em yên tâm, tôi đã phân công các cán bộ về các địa phương trong tỉnh rèn vũ khí tặng các chiến sĩ tự vệ. Tốt quá. Chào anh chị em. Dạ. Chào cán bộ. Chào đồng chí. 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 Báo cáo, tôi đã vận động nhân dân Vũ Di mua rau quắm của thợ rèn Thủng Mạch giúp chúng ta có vũ khí chống giặc. Vậy thì tốt quá rồi. Tốt quá. Nào, mời các bà vào đây. Vào đi bà ơi. Dạ. Chào bà. Chào bà. Chào các cán bộ. Dạ, chào bà. Hưởng ứng lời kêu gọi của anh Khiêm, nhân dân Yên Yên chúng tôi đã mua giá mát ở tất cả các lò rèn ở Lý Nhân để tặng dân quân tự vệ. Ui, mày thì tốt quá rồi. Mày thì các cán bộ nhận cho ạ. Dạ. Dạ, vào đây. Dạ thưa cán bộ, của ít lòng nhiều, nhân dân Bích Đại cùng rèn giao tặng chiến sĩ tự vệ. Dạ. Tôi thay mặt cho dân làng xin trao lại cho cán bộ ạ. Dạ. Dạ. Ui, đây rồi. Dạ, cảm ơn bà con, cảm ơn nhân dân đã quan tâm dựng xây tự vệ quê hương. Vâng ạ. Thưa các đồng chí, thưa toàn thể bà con, tôi đã được đồng chí Vĩnh báo cáo và được thăm các chiến sĩ tự vệ trên thao trường, rồi được chứng kiến tình cảm của bà con nhân dân Vĩnh Yên với các chiến sĩ tự vệ. Thay mặt Ban Thường vụ Trung ương, tôi xin nhiệt liệt biểu dương. Tôi đã chỉ thị đội công tác tỉnh nhà là đào tạo cơ sở cho các cơ quan xứ ủy và trung ương. Trong quá trình thực hiện, chúng ta phải quán triệt hai yêu cầu. Một
là đảm bảo lực lượng an toàn cho cách mạng và giữ vững phong trào. 2. Là vận động quần chúng đoàn kết đấu tranh, cần phải đưa những nhân tố tích cực vào các tổ chức cứu quốc, đồng thời cũng phải đề phòng với phong trào nhân nghĩa giả của phát xít Nhật và Pháp Nam Phục Hưng của thực dân Pháp. Dạ, thưa thượng cấp. Phát xít Nhật bắt dân ta nhổ lúa ngô, trồng đay thầu dầu, cướp đi sự sống của con người, nạn đói đang hoành hành khắp nơi. Pháp lại dồn dập bắt lính, hòng âm mưu lật Nhật. Dạ, xin thượng cấp cho anh em tự vệ chiến đấu giành lại chính quyền đấy. Thưa các đồng chí, thưa toàn thể bà con, nguyện vọng của mọi người là chính đáng, nhưng để đấu tranh vũ trang phải chờ thời cơ và tiến hành trong cả nước. Nếu như chúng ta manh động sẽ bị giặc Pháp tập trung lực lượng tiêu diệt. Cuộc khởi nghĩa Yên Bái của Nguyễn Thái Học bị giặc Pháp nhấn chìm trong biển máu đau thương. Khi tiếp lấm liệt của Nguyễn Thị Giang trên đất thổ ta chả cho chúng ta một bài học đó sao? Cho nên, theo tôi, đồng chí Vĩnh đã chỉ đạo tự vệ phá Cô Thóc, cứu đói cho dân là chủ trương đúng. Này, chúng ta cần tiếp tục phát huy tự vệ đi bảo vệ dân, phá Cô Thóc của Nhật, cứu đói cho dân. Chúng tôi hứa thực hiện nghiêm tư tưởng của Trung ương. Anh chị em hãy về động viên nhân dân ý thức sẵn sàng. Khi có hiệu lệnh tù vào hoặc chống Ngũ Liên, chúng ta tập trung tại đây để đi giúp dân phá Cô Thóc để pô của Nhật. Chúng tôi nhất trí. Đi thôi. Em ơi, anh phải kíp lên tân trào dự họp. Mà ban thường vụ Vĩnh Yên chỉ có 3 người. Anh Vũ Nhất đã sang Thanh Nguyên bảo vệ Trung ương. Anh Đinh Đức Thiện cũng lên Tuyên Quang hội nghị. Còn mình em lai lưng trèo lai, nhưng mong em vượt qua sóng cả gió to. Anh ơi, gặp nhau chưa dãy tỏ đôi lời, đã vội chia ly để thương để nhung. Kìa em ơi, khi nước non vẫn còn dâu bể, tình hai ta chưa thể bên nhau. Phút chia ly nhìn vào ánh mắt, ta nói câu thề son sắt với nước non. Anh ơi, anh đi vượt núi băng ngàn đi, gió sương đi găng trải thác gành. Vẹn ý tình nhân ý duyên.
Chị Bảy, chị Bảy ơi. Có chuyện gì vậy cậu Ấm? Chị ơi, em thấy Trịnh Phổ cùng quan tri phủ và vài tên lính, chúng đang kéo về làng mình chị ạ. Nghĩa là tri phủ sẽ qua đây. Tốt quá, vậy thì gậy ông lại đập lưng ông. Sao lại như vậy hả chị? Bây giờ tôi cùng cậu báo tử vệ cùng nhân dân. Khi tri phủ Phạm Gia Thịnh qua đây, tôi nổi hiệu lệnh mọi người xông ra chặn đường, đòi phủ Thịnh cho mở kho thóc cứu tế. Hay quá, vậy em đi ngay chị nhá. Cậu đi đi. Dạ. Trịnh Phổ. Dạ. Người vào sâu trong làng, dò la tin tức Khuất Thị Bảy, rồi ra đây bẩm báo nghe chưa? Dạ. Tuân lệnh. Đi. Đi. Khổ thế đấy. Học hành tử tế, đỗ đạt hiển vinh, ra làm quan để cứu vớt chúng dân bớt phần cơ khổ, thế mà vẫn bị bọn dân đen mái mỉa. Ngao ngán sự đời, chẳng muốn xưng danh. Thế mà hễ cứ thấy mặt mình đâu là họ lại réo đinh tai nhức óc. Nào là tri phủ Phạm Gia Thịnh Vĩnh Tường mặt mó, nào là bám gót Tây Dương, nào là ôm chân giặt Nhật, khom lưng uốn gối, vét đầy túi tham. Dân chết đói đầy đường, quan thì giàu sang, mặt bự ra tẩy cái thớt nghĩa lão thế. Dạ, 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 dạ bẩm quan ạ. Chuyện gì? Nhìn mắt lũ dân đen thì xem ra sắp có sự chẳng lành. Xin quan về phủ ngay kẻo gặp điều tai họa. Thế gì về? Dạ. Về, 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 về. Xin bà con dừng tay, không ai được động đến thân thể quan tri phủ. Ờ đấy, nghe thấy gì chưa? Không ai được động đến quan tri phủ nhá. Thưa bà con, tri phủ Vĩnh Tường là quan phủ mẫu chăn dân. Ờ đấy, thấy chưa? Quá đúng luôn. Nghe cái này, ta là quan phụ mẫu dân chăn nhá. Chân răng nhá. Chăn dân. Chăn dân sao lại không nói? Khoan, xin chị em dừng tay để các anh em còn bảo vệ uy danh tri phủ. Thấy chưa? Bảo vệ ta cơ mà. Làm gì đây? Đây đây đây, bảo vệ ta cơ mà. Mày làm cái gì đấy? Phải bảo vệ kiểu này à? Để tao nói. Ôi trời ơi, hay quá nhỉ, hay quá. Thế thì dân đói thì tại trời chứ đâu phải tại quan. Sao lại tại trời? Thưa bà con, quan nghe người Nhật bắt dân nhổ ngô nhổ lúa, trồng đay trồng thầu dầu, vơ vét thóc tạ chất đầy kho, dân chúng chết đói đầy đường tha phương lũ lượt. Dạ, bữa trước chúng tôi đến phủ đường. Ừ đúng rồi. Quan mở lòng nhân cho mở kho thóc cứu tế. Đấy thế. Dạ, nay quan về làng, xin quan lần nữa rộng lòng cho mở kho thóc ban phát cứu đói dân lành ạ. Phải thôi, phải kho đi. Chuyện này không được, để quan còn suy nghĩ đã. Dân tỉnh cơ khổ, quan chẳng nhủ lòng thì sớm muộn chúng tôi đều chết đói. Đúng rồi. Thà chết một đống còn hơn sống một người. Đúng rồi. Chúng tôi lưu quan lại đây để cùng nhân dân chia sẻ. Ôi giời ơi, đừng lưu quan ơi. Này 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 này. Ôi trời ơi, làm gì đây? Làm gì đây? Ôi giời ơi, là giời ơi, mày hạ quan thế à? Ôi giời ơi, chết một đống còn hơn sống một người. Đúng thế. Đúng rồi. Nhưng mà quan không muốn chết. Không muốn chết
Thế thì quan phải chia sẻ sự đau khổ của dân. Nhưng mà quan sợ chết. Sợ chết thì chia sẻ thắp cho dân đi. Trời ơi, xin mọi người hãy dù lòng y nhân thương cho y phận bạc phủ quan được nhờ, xin người hãy mở mà lòng nhân đi. Tính mạng thì quan phải chia sẻ sự đói khổ của dân. Đúng rồi. Vâng. Hãy cho mở kho thóc, ban phát cứu đói dân lành. Đúng rồi. Đó là điều nằm trong tầm tay quan lớn. Dạ. Quan. Đi. Chuyện này cứ khó lắm để ta quan có làm hay không thì bảo. Thôi. Tất cả hãy nghe đây. Bọn bay đâu? Ta chi phủ Vĩnh Tường Phạm Gia Thịnh lệnh mở kho Phú Đường cứu tế. Đội quan đi đi bà con ơi. Ôi trời ơi, mày làm cái gì thế? Dạ, đội ơn quan lớn. Đội ơn cái xác mày à? Ôi trời ơi, hú hồn hú vía, âu cũng là của đi thay người. Nhưng biết bẩm báo với quan trên thế nào để giữ danh giữ tước bây giờ đây? Trinh phó, Trinh phó, Trinh phó đâu? Mấy thằng lính đâu rồi? Trinh phó! Đây, đây. Ôi trời ơi! Sao chúng mày lại chui vào trong cái đống rơm đấy? Úi giời ơi! Nó đánh quan ở ngoài này mà chúng mày lại chui vào đống rơm thì nói chuyện gì? Dạ! Sao bảo quan à? Sao? Còn rúc sau đống rơm thì phát hiện ra Khuất Thị Bảy, kẻ cầm đầu lũ giặc cỏ Việt Minh ạ! Rằng con mày, đó chính là tên vừa nói chuyện với quan đấy ạ! Chính là cái thằng vừa nói chuyện với quan ở đây? Dạ! Đúng ạ! Khuất Thị Bảy đang có lệnh truy nã toàn quốc. Dạ. Bây giờ ngươi phải liên lạc với ngài La Sa Kỳ ngay, điều quân về mở tổng càn tiêu diệt. Dạ. Có lệnh. Định. Định. Nhiều đêm ta suy ngẫm lời người xưa dân dạy, lợi danh đô thị mộng, mới hay chức tri phủ Vĩnh Tường cũng chỉ là chút vinh hoa mộng giữa ban ngày. Mang tiếng ác phủ quan mà để dân cơ khổ, mà ta đã mở kho xuất cho bao nhiêu là thóc, vậy mà cứ kéo đến Phủ Đường là khất thuế,
lại còn đòi phá kho thóc để bố. Thật là khinh nhờn phép nước. Âu cũng là nghèo đói xui nên. Nếu được lòng dân thì bề trên chẳng để ta yên, mà để dân cơ cực, có ngày họ lật thuyền như bỡn. Ôi giữa hai dòng nước, đành thả mình theo nước chảy bèo trôi. À, dạ. À, dạ bẩm quan ạ. À. Chuyện gì? Dạ hai thầy Trịnh Phổ và Quảng Điện đã đến ạ. À. Mời hai thầy vào. Dạ mời hai thầy vào. Dạ, xin kính chào quan tri phủ ạ. Mời hai thầy ngồi. Dạ. Dạ, hẳn phủ quan đang suy tư chăn trở, việc phủ đường chẳng chút bình an. Người cho mời chúng tôi đến đây để luận bàn, tìm kế sách phòng điều bất trắc ạ. Thầy nắm giữ việc quân cơ, giữ yên thiên hạ, mà để cho dân chúng sách nhiễu đủ điều. Nào là khất thuế, nào là phá kho cứu tế. Cứ cái đà này, gieo mầm họa cũng nên. Dạ thưa, kẻ phản loạn điện tôi nghiêm trị, việc thuế quan theo phép nước thi hành. Dạ, còn dân đói xin được kêu mang. Đó là bổn phận của phủ quan cai trị ạ. Dân chúng phá kho thóc chia nhau, ngài không huy động lính bảo an ra ngăn chặn, mà lại đang tâm gấp lửa bỏ tay người. Hôm nay ngài Lasaki về thị sát, thì tôi biết bẩm báo với ngài thế nào về những chuyện nhiễu nhương, hay là các thầy chỉ biết lĩnh lương? Còn mọi việc phó mặc quan tri phủ. Dạ bẩm quan, xin quan bất giận làm lành ạ. Gặt lúc sóng to, phải cùng nhau tháo gỡ ạ. Chớ nóng giận, gây nỗi bất hòa, tạo cái hở, dễ tan đàn xẻ nghé đấy ạ. Thưa quan tri phủ, đồng minh chuẩn bị vào Việt Nam giải giáp quân đội Nhật. Theo lệnh quốc dân đảng, ngài Vũ Hồng Khanh từ hải ngoại đã phái Đinh Vĩnh Sinh cùng Đỗ Đình Đạo về nước để cùng ngài chuẩn bị lực lượng, chờ thời lật ngược thế cờ. Thưa quý quan tri phủ, đang khi cơ sự rối ren, ta phải tĩnh tâm luận bàn chung tay tháo gỡ. Còn như quy lỗi cho binh lính bảo an thì chỉ tội cho thầy quản điện ạ. Dạ thưa, nếu tôi huy động cho binh lính bảo an đàn áp thì cũng không sao cản được sức dân. Dạ, người xưa đã ví dân như nước. Nước có thể nâng thuyền lên và cũng có thể lật thuyền chìm đắm đó thưa ngài. Thôi, ngài chớ có xảo ngôn ngụy biện, bao che tội lỗi của mình trong khi nước sôi lửa bỏng. Hôm nay ngài Lasaki về thị sát phủ đường, thì những chuyện dân chúng nhiễu nhương, tôi hay là các thầy gánh chịu? Thưa quan tri phủ, người làm tướng phải luôn giữ lạnh cái đầu, nếu để bốc hỏa lên sẽ hỏng ngay việc lớn, mà phải luôn giữ hòa khí chốn phủ đường. Tôi thấy thầy quản điện luận bàn cũng có ý hay. Thì ra các thầy cũng cùng một ruột, ủng hộ kẻ thoái thác việc quân cơ à? Ấy, dạ không. Chúng tôi bàn việc phủ đường giữ yên trăm họ. Dạ bẩm quan, mấy ngày qua dân chúng nổi dậy đấu tranh, chẳng phải do nghèo đói xui nên, ắt phải có bàn tay của bọn giặc cỏ Việt Minh. Ta cứ trình lên ngài Lasaki cho quân về tiêu diệt, tóm gọn bọn Việt Minh. Việc không thành, đổi lỗi cho quân Nhật tàn sát dã man. Dạ, quan tri phủ vẫn được lòng dân, bởi đã mang thóc nghĩa thương ra cứu tế ạ. Ta phải dò tìm xảo huyệt bọn Việt Minh ư? Được, cho mời cậu ấm vào. Dạ,
Dạ, xin kính chào quan lớn. Chào các ngài. Văn kỳ thanh bất kiếm kỳ hình. À, nghe danh cụ tổng cốc một thời, hôm nay ta mời cháu năm đời của cụ tới phủ đường để bàn chuyện thế thời. Dạ, xin đội ơn quan lớn đã tin dùng. Bẩm trình quan lớn, mới đây con đã trà trộn trong đám đông dân chúng để nghe ngóng binh tình thế sự. Giỏi, giỏi lắm. Cậu đúng là con nhà nho gia, là lương dân mà chẳng chút bình tâm, vẫn lo việc của quê hương đất nước, đó là điều đáng khích lệ. Dạ, đội ơn quan lớn quá khen. Bẩm trình quan lớn, còn nghe trong đám đông dân chúng rì rầm to nhỏ về việc bọn Việt Minh giặc cỏ, chúng vẫn đang tụ tập ở các xã đông đoài, ngày ngày luyện võ mài gươm. Dạ, đã xác định thời cơ gây biến à? Xác định thời cơ gây biến? Dạ. Vào thời điểm nào? Dạ bẩm quan. Dám gây biến ư? Dạ bẩm quan, phải nghiêm trị luôn. Cảm ơn cậu đã cho những lời vàng ngọc. À, mong cậu thường xuyên cộng sự với phủ đường. Dạ, xin đội ơn quan lớn. Xin phép quan lớn cho con được cáo từ. À, cậu về dạ. Nhé. Chào các ngài ạ. Ê dạ. Đó, các thầy thấy rồi đó, tôi đã phải mời cháu năm đời của cụ tổng cốc đến phủ đường để bàn chuyện. Thôi, mời các thầy cho những lời tâm huyết. Dạ, 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 xin phủ quan huy động tổng lực ạ, chủ động tiến công các xã đông đoài. Dạ, bị đánh bất ngờ, khiến Việt Minh trở tay không kịp. Như vậy là ta đã tóm được lũ giặc cỏ trước lúc chúng động binh ạ. Tốt, ngài Nasaki tới. Dạ, kính chào ngài ạ. Ồ, các người cứ tự nhiên. Đội ơn ngài ạ. Người Nhật giúp An Nam khai nền văn minh, gieo mầm thịnh vượng. Vậy mà mấy bữa nay các quan bản xứ mãi cầm ca biếng nhác việc quân cơ, để lũ giặc cỏ trộm cướp như rươi, cướp đi kho thóc đề phố, kho Hạc Sơn, Lục Liễu, cầu tre ở Tam Dương, cướp phá kho thóc Sông Vân, Bắc Bình ở Lập Thạch, kho Đồng Mẫu ở Yên Lạc, kho Văn Lũng ở Bình Xuyên, phủ Vĩnh Tường để dân chúng lấy trên 100 tấn nóc nghĩa thương. Vậy còn đâu, còn đâu lương thảo để duy trì đội quân quan đông? Hay các người đã suối bảy dân chúng làm loạn? Đã thế, ta sẽ cho san phẳng phủ đường. À, dạ 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 dạ, xin ngài bớt giận ạ. Mời ngài ạ. Dạ, xin ngài bớt giận làm lành. À, để tôi trình tấu rồi ngài sẽ tỏ ạ. Được. Dạ bẩm ngài, đây là thầy quản điện nắm giữ việc quân cơ ạ. Tốt. Dạ, dạ. Dạ, còn kia là Trịnh Phổ, người đã từ bỏ Việt Minh về cộng sự với chính phủ quốc gia. Dạ, dạ lắm. Dạ, còn đây là Cả Sẹo, dòng dõi quan tổng trấn ạ. Ừ. Là tai mắt của phủ đường ạ. Dạ. Ngoài ra còn có các chiến hữu của Vũ Hồng Khanh phái về cộng sự, dốc lòng phục vụ ngài ạ. Ừ. Thế các người có biết hang ổ của bọn Việt Minh phản loạn? Dạ, chuyện này thầy quản điện trình tấu ạ. Mời quản điện. Dạ, dạ bẩm quan, tôi nắm giữ việc quân cơ, trước sự nhiễu nhương là nhiều phen cũng bầm gan tím ruột ạ. Dạ, đã cho người dò tìm kẻ phản loạn. Dạ, xin quan lớn điều quân về dẹp bọn giặc cỏ Mỹ Yên ạ. Được. Dạ,
trước sông cả gió y to y để linh bảo ăn một mình dẹp mi loạn này ăn anh sao y thành nghi cơ mưu xin quan tăng cường xin quan tăng cường tướng mạnh hùng nghỉ binh dạ người định làm sao truy lùng khắp nơi truy lùng ra sao bắt kẻ chủ mưu không bắt được thì sao tôi xin nguyện lấy đầu thế mạng cho đáng đời chọn kiếp chó săn nói nhời đừng để gió bay dạ dạ tin tin vào lời cam kết của nhà ngươi dạ cho phép ngươi trình phương án tác chiến ta coi thử dạ bẩm quan phương án tác chiến sao dạ hổ hổ đến ông dạ bẩm ngài ạ tôi xin trình ngài kẻ cầm đầu lũ giặc cỏ Việt Minh ạ tốt lắm đó là Khuất Thị Bảy hả? Thường lui tới Vũ Di ạ dạ phủ quan đã cho cài người làm nội gián ạ ngài huy động tổng binh càn quét xóm làng ắt tóm được nỗ tặc như lấy vật nhỏ trong túi áo à dạ thưa ngài ta nhất trí đồng tâm giữ hiệp lực ra quân nãy quyết nó bao vây dậu mà càn quyết ní mày à ấy khắp ní trên ní non ngàn ní khiến Việt mình thời giặc ní bỏ quy hàng khiến Việt mình thời giặc ní bỏ phải quy hàng ta khen dẹp xong giặc ta sẽ thưởng ngươi trước trọng dạ bẩm ngài ạ bọn giặc cỏ Việt Minh đang ngày đêm luyện võ mài gươm ở các xã Đông Đoài ạ dạ bẩm ngài cho tăng viện binh mở cuộc tổng càn ở Vũ Di rồi các xã Đông Đoài luôn một thể ạ được vậy thì các quan hãy nghe đây dạ viện binh phối hợp binh lính bảo an quét sạch lũ Việt Minh phản loạn tất cả nghiêm lệnh chờ khởi binh dạ xin quân lệnh à. Xuôi ngược giữa phong
trên non ngàn rộn tiếng chân tiên đi bước diệt hết đi quân tham mì tàn cho xong làng nghỉ ông ấy ca bóng chốc để tan hoang lũ quân trôi xóm mê làng bao nhọc nhằn nghỉ đắng nghe cay xót xa trong dài Chào đồng chí. Chào đồng chí, mời đồng chí. Báo cáo, theo sự chỉ đạo của đồng chí, tôi đã vận động bà con vùng lũ sơ tán lên cao, động viên nhân dân chia sẻ để không gia đình nào bị đứt bữa. Được tin đồng chí triệu tập khẩn cấp, tôi vội về đây xin chỉ thị. Vâng, tôi phải triệu tập khẩn cấp vì công việc nước rút lắm rồi anh ạ. Chào các đồng chí. Chào đồng chí. Chào đồng chí. Nhận được tin khẩn nhưng vì lụt lội đường xá đi lại khó khăn nên tôi về hơi chậm. Xin báo tin vui với các đồng chí. Sau nhiều lần tổ chức phá kho thóc để bô cứu đói, nhất là trận chống Nhật Càn ở làng Vũ Di thắng lợi, thành thế Việt Minh ngày một dâng cao, tôi về các địa phương vận động phong trào chống lụt, được bà con hưởng ứng nhiệt tình, no đói sẻ chia, giúp nhau khi cơ nhỡ. Cảm ơn các anh đã chẳng quản lụt lội gian nan, tận tụy hết lòng vì nhân dân phục vụ. Nay có việc lớn phải luận bàn, tôi viết thư mời anh Đặng Việt Châu về dự. Chẳng hiểu đường xá khó khăn hay gặp điều trắc trở mà giờ này vẫn chẳng thấy anh đâu. Chào các đồng chí. Ôi, anh Đặng Việt Châu đây rồi. Chào đồng chí. 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 Tôi mới lên đây lạ đường lạ nẻo, phần lại do lụt lội gây nên, đường đi khúc khuỷu quanh co, lại thấy có người nhỏ ngó tại con đập đầu làng, nghi có mật thám, nên tôi đành vòng đường khác, thành thử ra gần nhà xa ngõ. Chắc các đồng chí nóng lòng chờ đợi, xin đồng chí Khuất Thị Vĩnh triển khai kế hoạch để luận bàn kế sách khẩn trương. Thấy anh Đặng Việt Châu về muộn, tôi lo anh gặp sự chẳng lành, lại lo một thời gian hỏng ngay việc lớn. Các anh ạ, theo chỉ thị của Trung ương, Nhật Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta, luật bản cho ý kiến. Chúng ta tổ chức thực hiện chỉ thị của Trung ương. Tôi nhận thấy Trịnh Phổ đã gấp rút lập bảo an đoàn, hợp sức với lính phủ đường chống phá Việt Minh. Ta phải sớm có kế hoạch trừ khử bọn này. Nếu để chúng câu kết với nhau, ta sẽ khó bề khu xử. Nhượng Tống là tên gian tặc thân Nhật, trừng cháo lôi kéo quần chúng của ta vào âm mưu đen tối. Mới rồi Nhật Pháp bắn nhau ở Việt Trì, Nhật bại trận đang như gà mắc tóc. Tôi dự định công văn cho phủ huyện tỉnh nhà, bạo lực vũ trang, giành chính quyền về tay nhân dân cách mạng.
công văn chưa kịp đi thì vỡ đê Quảng Cư, đê Diệm Xuân. Nhưng chờ sau khi lụt lội mới ra quân, e bỏ lỡ thời cơ. Bởi chậm chân lúc này rất có thể thế cờ đảo lộn, nên tôi dự định khởi nghĩa giải phóng phủ Vĩnh Tường. Việc khởi nghĩa giành chính quyền là nguyện vọng của muôn dân, nhưng tiến hành trong lúc này tôi e không thuận. Tôi rất cần lời phản biện, xin đồng chí Bùi Văn Cạnh cho chính kiến. Báo cáo, tôi đã nghe đôi điều miệng tiếng về đội ngũ của chúng ta có hiện tượng người ngược kẻ xuôi, bán rẻ lương tâm, mưu cầu danh lợi, tiết lộ cơ sở bí mật ở các xã đông đoài, khiến quân giặc đang giáo giết chuẩn bị tiến công vào các cơ sở đó. Sao? Có chuyện đó sao? Xin đồng chí Khuất Thị Vĩnh cho nghiêm trị kẻ gian tà, làm trong sạch đội ngũ của chúng ta trước khi tiến hành khởi nghĩa. Trong số chúng ta, cũng như tự vệ cùng nhân dân, đều đoàn kết một lòng nhất tâm chống giặc. Tôi chưa hề thấy có hiện tượng xuôi ngược. Đề nghị các đồng chí cứ vạch mặt chỉ tên để chúng ta cùng xem xét. Đó chính là tên Ấm, chẳng phải ai xa. Hắn đã lên phủ Đường tấn công với Phạm Gia Thịnh. Nếu vậy, ta cho bắt nghiêm trị kẻ gian tà, đồng thời sớm có kế hoạch phòng ngừa. Nếu để địch chủ động tấn công, rất có thể đội ngũ của chúng ta sẽ tan đàn xẻ nghé. Dạ, thưa cán bộ. Có chuyện gì vậy bà? Tôi đi làm đồng, thấy bà con bên đông bên đoài đang nháo nhác như gà mắc tóc, cho người già trẻ nhỏ tản cư, để phòng khi quân Nhật triệt phá xóm làng. Ôi, phận đời cơ cực, vừa gặp thiên tai lũ lụt, nay phải chịu cảnh cửa nát nhà tan. Ai xui nên cảnh cơ nghi hàn, xót xa xót xa đành lòng đang phần. Hỡi người người ơi, xót xa đành lòng cam phần, mà để nhọc nhằn nhọc nhằn. Người ơi, nỡ gây lên cảnh khổ cho đời, bao cay đắng đầy vơi. Ai xui nên cảnh cơ nghĩ hàn, bao cay đầy nghĩ vơi. Kìa bà, xin cán bộ quyết một phen sống mái với quân thù. Nhân dân chúng tôi đồng lòng chống giặc, không thể chịu nhục mang kiếp sống ngựa trông mãi được. Ý kiến của bà là nguyện vọng của toàn dân. Chúng tôi đang bàn chờ thời cơ chín muồi, sẽ bạo lực vũ trang giành chính quyền về tay nhân dân cách mạng. Thế thì sung sướng quá, sắp giải phóng quê hương rồi. Tôi phải về nói về mọi người biết để hợp sức đấu tranh. Xin bà hãy bình tâm chớ vội, chờ chúng tôi bàn quyết sách chiến lược. Chờ đến bao giờ? Hay là chờ đến khi trở thành vùng đất trắng thì mọi việc đã muộn rồi? Không, chúng tôi hứa làm tròn sứ mệnh được giao. Các cán bộ đã hứa chứ có sai lời. Dạ, chào cán bộ. Chào bà. Chào cán bộ, tôi về. Chào bà. Dạ. Chào bà. Lòng dân lạ thế đó. Xin đồng chí Khuất Thị Vĩnh cho sự nghiêm việc hiện tượng cầu Ấm. Dạ. Em chào các cán bộ. A Tiến, em mang trà đến cho hội nghị thì nghe thấy các cán bộ bận tâm về sự bất thường. Nay mọi việc đã tỏ tường, xin các cán bộ cho em xử ngay tên Ấm. A Tiến. Ôi, thật không ngờ tôi đã nhìn gà hóa quốc. Uổng bao nhiêu công rèn luyện kèm cặp anh ta để trở thành người giúp ích cho đời. Thật không ngờ tôi lại nuôi ong tay áo. Biết nói sao đây khi mình mù quáng,
chót nặng lòng, chót nặng lòng với kẻ bội nghĩa vong ân. Bao năm kia mê cùi trong rừng, giá chàng xe tan biển đông nắm nghe lòng, gió thương thành đông trôi tàn. Dạ, em xin cán bộ, em xin cán bộ cho em xử ngay tên ấm. À Tiến. À Tiến. Thưa các đồng chí, tôi ghi nhận tinh thần cảnh giác của mỗi người, âm mưu của địch tôi đã có kế hoạch phòng ngừa. Còn trường hợp cậu ấm, tôi đã có dự liệu. Giờ mời các đồng chí cho ý kiến về việc khởi nghĩa. Để chỉ huy khởi nghĩa vũ trang, tôi đề nghị thành lập ủy ban khởi nghĩa do đồng chí Khuất Thị Vĩnh làm trưởng ban. Chúng tôi nhất trí. Chúng ta quyết định khởi nghĩa vào ngày 21 tháng 8. Anh Đặng Hữu Khiêm huy động thuyền trong nhân dân. Tôi và anh Đặng Việt Châu chuẩn bị vũ khí, bố trí lực lượng. Anh Bùi Văn Cảnh động viên quần chúng nhân dân tham gia. Địa điểm ra quân tại gốc đa đầu làng Bích Đại. Chúng tôi nhất trí. Thưa các đồng chí, nhân dân ta một cổ ba chồng bị áp bức, bóc lột. Thực dân Pháp, phát xít Nhật cùng quan lại phong kiến, khiến con người mang kiếp ngựa trâu, nạn đói cướp đi bao sinh mạng, khiến cha mất con, vợ phải lìa chồng. Mặt trận Việt Minh đã tổ chức đấu tranh, phá kho thóc đề po của Nhật cứu đói nhân dân. Theo chỉ thị của Trung ương, Nhật Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta. Nay thời cơ đã chín mùi, tôi, Khuất Thị Vĩnh, trưởng ban khởi nghĩa, công bố lệnh của ủy ban khởi nghĩa. Bạo lực vũ trang giành chính quyền vĩnh tường. Đề nghị đồng chí Đặng Việt Châu lên kế hoạch tác chiến cụ thể. Rõ. Thưa tất cả các đồng chí, chúng tôi đã bố trí lực lượng mai phục đề phòng địch cứu viện từ Việt Trì. Ta sẽ kịp thời ứng chiến. Dự kiến huy động 30 chiến thuyền, 27 khẩu súng, chở 300 đồng chí tự vệ cứu quốc quân giải phóng. Đồng chí Đặng Hữu Khiêm, có tôi chỉ huy 10 chiến thuyền, chở 100 người, đem theo 9 khẩu súng và vũ khí thô sơ, tiến thẳng vào phía Tây Nam, Phủ Lỵ, Vĩnh Tường. Rõ. Đồng chí Bùi Văn Cảnh, có chỉ huy 10 chiến thuyền, chở 100 người, đem theo 9 khẩu súng và vũ khí thô sơ, tiến thẳng vào phía Đông Nam, Phủ Lỵ, Vĩnh Tường. Rõ. Tôi và đồng chí Khuất Thị Vĩnh chỉ huy 10 chiến thuyền, chở 100 người, đem theo 9 khẩu súng và vũ khí thô sơ, tiến thẳng vào phía cổng chính Phủ Lỵ, Vĩnh Tường, tạo thế trận kiểm ba mũi tiến công. Các đồng chí sẵn sàng chờ lệnh. Rõ. Quả điện đâu? Tôi đây. Có tôi đây, dạ bẩm quan, có tôi đây ạ. Trời ơi, bọn giặc cỏ Việt Minh đang hô hoán làm náo động phủ đường, vậy mà ông cứ thủng thẳng bình chân như vậy. Điều binh khiển tướng như ông thế này có ngày toi mạng. Khổ, trời sinh ra thế, khôn ngoan vốn tính tại trời.
Tôi mà nhanh nhẹn thì đã không phải quản cai mấy cái bọn lính quèm rồi. Ôi giời ơi, trong lúc nước sôi lửa bỏng thế này mà ông vẫn còn lý sự được à? Thì tôi vẫn đang triển khai đây thôi. Ôi giời ơi, đây. Ông có nhìn thấy gì kia không? Đây, đây. Ông qua Việt Minh. Ôi giời ơi, bọn giặc cỏ Việt Minh mang trên mình khí giới, trên các chiến thuyền cờ đỏ dập trời đang lướt sóng tiến thẳng về hướng Phủ Đường. Trời ơi, ta phải nhanh chân tập trung lực lượng cho hắn đến gần tiêu diệt. Dạ dạ, xin nhanh lên. Dạ dạ dạ. Cà Xèo đâu? Cà Xèo. Dạ dạ dạ. Báo ngay cho Đỗ Đình Đạo nổ súng hò reo các làng nhằm căng mỏng lực lượng Việt Minh để ta tập trung tiêu diệt hướng chính. Dạ, tuân lệnh ạ. Tình hổ, giao cho ngài khai hỏa. Dạ, tuân lệnh ạ. Bay đâu? Bay đâu? Nổ, nổ súng chỉ huy. Chuyện gì? Báo, cơ báo, cơ báo. Dạ, khải bẩm, đoàn thuyền chở đội quân mang theo khí giới dương cao cờ đỏ sao vàng nhằm thẳng hướng Tây Nam Phủ Đường. Xin các ngài cho quân ứng chiến ạ. Trời ơi, hướng Tây Nam có giặc cư. Người báo ngay cho Đình Vinh Sinh đem quân chặn chúng lại. Tuân lệnh. Cấp báo, cấp báo, cấp báo. Chuyện gì nói mau. Hướng Đông Nam có một đoàn thuyền đang thẳng tiến Phủ Đường, cờ đỏ rơm trời và tiếng hò reo dập đất ạ. Trời ơi, người báo ngay cho Đỗ Đình Đạo, cho Đại Việt cùng Bảo An Đoàn đem quân chặn chúng lại. Ông Đạo nói là Đại Việt và Bảo An Đoàn do ông nắm giữ, nhưng thực chất là Đại Việt là Việt Minh nắm hồn cốt đã lâu à. Trời ơi, xung quanh ta sông nước mênh mông, quân giặc bùa vây hò reo bốn phía. Trời ơi, Quản Điện, Quản Điện. Dạ, dạ, tôi đây ạ. Dạ. Thế giặc như trẻ tre, các ông tính toán thế nào liên lạc với ngài Lasaki cho quân về tiếp viện? Dạ, dạ, bẩm à, tôi cũng đã điện đàm, thì ngài Lasaki cũng vấp phải ổ phục kích, đang cố chống đỡ phá vây à. Trời, dạ, bẩm quan, tôi thiết nghĩ thế trận diễn ra đã rõ ràng, các xã Đông Đoài chỉ là kế nghi binh để Lasaki kéo đại quân về đó, bỏ ngỏ Phủ Đường cho lính Bảo An, tạo cơ hội cho Việt Minh chiếm đóng. Như vậy là ta đã mắc mưu tên ấm rồi. Không, tên ấm đã trình bày tỉ mỉ mưu lược của Việt Minh. Không lẽ hắn làm phản? Nếu mà hắn làm phản, hắn sẽ không dám ở lại Phủ Đường. Bẩm quan, thế trận diễn ra tang chứng đã rõ ràng, vậy mà quan lớn vẫn tin vào tên phản nghịch. Tên ấm đâu? Có ta đây. Ta đã nghe rõ các quan bàn luận, nhận định thế cờ chiến trận diễn ra. Quả là các quan thông minh, đã biết người biết ta rồi đó. Như thế là đã rõ ràng. Ta sẽ bắn vỡ sổ nhà ngươi. Tôi đã chuẩn bị đón nhận điều đó lâu rồi. Ung dung, tự tin dâng hiến tuổi xuân cho dân tộc. Các ông nên nhớ, tôi là con cháu năm đời cụ Tổng Cốc, là dòng dõi danh gia vọng tộc. Vâng lệnh cấp trên, tôi hướng Phủ Đường vào thế nghi binh, làm nội gián cho quân khởi nghĩa phản công. Ngươi! Còn ông, nếu như ông chó quần cắn càng, thì ông có thể sát hại cá thể tôi. Nhưng báo táp cách mạng sẽ nhấn chìm Phủ Đường trong vòng xoáy, cho quê hương quét sạch nhuốc nhơ, để người dân yên vui sống trong cuộc sống thanh bình. Nước non đã chảy dưới gót lũ sâm lăng, nay hùng dậy, nay hùng dậy cùng chống lũ sâm lăng. Bên nhau ta quyết đi nổi cơn bão táp, bao nỗi non ngàn, non ngàn dâng
khắp à khắp mi làng ý, làng quê ý, cùng lên vững lòng tranh đấu à dẹp hết ngày hết đi lũ sâm đi ý lắng nghe ý ý cơm ngay tên phản nghịch dám ngang nhiên khoe mẽ ta sẽ cho ngươi biết thế nào là lẽ sống làm người. Người sát hại ta ư? Thế là ta đã chọn niềm vui được dâng hiến tuổi xuân cho non nước. Ta hy sinh hôm nay nhưng tin ở thắng lợi ngày mai. Còn ngươi, ngươi sẽ phải nhận một cái chết nhục. Chọn một đời là kiếp chó săn cơm mồm. Trời ơi, thầy quản điện, giết tên ấm thì có lợi ích gì? Chỉ thêm oán hờn chồng chất. Lẽ ra phải để cho hắn sống, để tìm cách gặp gỡ phía bên kia. Cấp báo, cấp báo, cấp báo. Chuyện gì? Dạ chỉ huy ạ. Sao? Cổng phủ đã bị mở tung, xin các ngài kịp thời ứng chiến. Cổng phủ đi mà. Quản điện, tranh phố. Dạ. Mau tập trung lực lượng, mở con đường máu, cứu vớt tàn binh thoát nạn. Dạ. Dạ nhưng mà bẩm quan không kịp ạ. Rút đứa ngay. Rút, dạ. Rút, rút thôi. Rút. Ai như tiếng chị Bảy à, chị đây. Chị Bảy gọi em có phải không? Chị đây, chị Bảy đây. Chị Bảy, chị Bảy ơi, thế là em không thể chung vui cùng quê hương xứ sở. Cậu đừng nói gò, cậu sẽ cùng chúng tôi mừng công thắng lợi ngày mai. Chị ơi, vâng lời chị, em đi làm nhiệm vụ, dẫu hy sinh cũng chẳng tiếc máu xương. Nhưng miệng thế mỉa mai em nghịch tặc, dẫu có thác em cũng không thể nhắm mắt, bởi vết thương lòng về nỗi oan khiên. Chỉ có chị và anh Châu là hiểu cho em. Cô còn ai, còn ai hiểu cho em nữa không? À chị. Cậu Ấm. Cậu Ấm. Anh Châu. Tất cả mọi người đều thương yêu em mà. Ấm ơi, gió nghĩ thổi non nỉ ngàn, ai đã nghe gió đi thổi non mì ngàn ý. Cậu Ấm, em nghĩ rằng mà sức trẻ ai
nay sống đi giữa non nỉ ngàn tình nghề em, tình em sống đi giữa non nỉ ngàn ý. Anh Châu, cậu anh Châu, em biết mà, anh và chị Bảy thương em nhiều lắm. Âm ơi, em đừng lo nhiều, sao máu không có lời. Em yên tâm, chị sẽ là nhân chứng trong công việc của em. Chị sẽ nói cho mọi người được biết. Thưa các đồng chí, chính tôi đã chỉ thị cho đồng chí ấm trá hình làm nội phản, nhằm thử địch về hướng đó để chống phủ quan. Thừa cơ ta đánh úp lấy phủ đường. Chính đồng chí ấm đã góp phần làm nên thắng lợi. Chị Bảy ơi. Chị Bảy. Chị ơi. Tâm ơi. Em cảm ơn chị. Em cảm ơn chị nhiều lắm. Chị Bảy ơi. Chị từ Sơn Tây sang giúp nhân dân Vĩnh Yên đi lên trong khói lửa. Chị đừng rời bỏ. Đừng rời bỏ nhân dân Vĩnh Yên. Chị nhé. Không. Chị được nhân dân Vĩnh Yên tin yêu đùm bọc. Nguyện cùng nhân dân chống giặc giải phóng quê hương. Chị Bảy ơi. Còn A Tiên. A Tiên đâu chị? Anh ơi, A Tiên, em đây. A Tiên của anh đây. A Tiên. Anh ơi. A Tiên ơi. Anh ơi. Em đây. Em đây. A Tiên ơi. Em đây. A Tiên ơi. Đừng giận. Đừng giận anh em nha. Anh ơi. Đừng trách em nữa anh ơi. Hãy bỏ qua cho em những điều lầm lỗi. Thế là tôi đã mãn nguyện lắm rồi. Không anh ơi. Bởi được mọi người thấu hiểu cõi lòng. A Tiên ơi. A Tiên. Em đây. Em đây. Anh xin lỗi. Anh không thể cùng em đi hết quãng đường còn lại. Không thể đền ơn đáp nghĩa được cho nhau. A Tiên ơi. Cảm ơn. Xin cảm ơn em. Không. Cảm ơn em đã giúp đỡ bấy lâu. A Tiên. Không. Anh ấm. Anh ơi. Nỗi đau này chẳng của riêng ai. Em xin tạ anh những điều lầm lỗi. Nỗi xót xa dầu lòng tôi cầm lòng nguy đơn đau ân hận luôn những quằn đau nỗi lòng nguy thương tiếc anh thời anh có biết
Nỗi đau này em biết nói cùng thưa đồng chí, đồng bào, máu đồng chí ấm đổ xuống thắm tô lá cờ tổ quốc. Chúng ta gửi tới anh lời chào vĩnh biệt. Xin tiên đưa anh về nơi an nghỉ cuối cùng. Đồng chí, đồng bào, giải phóng Vĩnh Tường là chiến công của toàn nhân dân quê hương chúng ta, của lực lượng tự vệ và chiến sĩ giải phóng quân. Thắng lợi này là trận thắng ban đầu. Chúng ta tiếp tục tiến lên cùng toàn nhân dân giải phóng quê hương đất nước. Quyết tiến! Quyết tiến!